Quý vị Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và xin trân trọng kính chào anh Đoàn Trọng từ miền Nam California đến từ Sài Gòn thưa anh. Từ miền Nam California, trong chốc lát nữa thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cái buổi nói chuyện buổi trưa rất là thú vị với anh Nguyễn Xuân Nam, và đặc biệt nhân cơ hội này xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của truyền hình Cali ngày hôm nay. Việc trước tiên anh phải cho tôi vào trước nha. Hôm nay tôi thấy hôm nay không phải là ông Nguyễn Xuân Nam của những ngày tháng trước nữa nha. Tôi thấy ông hôm nay cắt tóc cũng giống như là gangster của Sài Gòn này, mặt mày râu ria cũng hết rồi này. Không hiểu cái gì mà thay đổi, anh đi thẩm mỹ viện nào vậy thưa anh Xuân Nam? Không có đi thẩm mỹ viện nào mà các cô em làm nghề thẩm mỹ hớt tóc thì cô đến thăm, cô thấy nam tóc hơi dài để mà hớt cho, và lâu lâu thì vài tháng cô đến lần, lâu lâu đến lần cô hớt dùng tóc cho tình cờ vậy thôi nha. Thế thì cô em của cô nghe cái lời tôi đề nghị, cô làm ơn cứ mỗi tuần đến cắt tóc cho ông bạn của tôi chút xíu, cạo râu cạo ria cho ông bạn tôi chút xíu, thấy có thể nói là nó tăng lên cái 10 tuổi trẻ nha. Không biết sao kỳ này chắc là thế nhưng mà thấy tươi trẻ vui vẻ hơn, và cuộc sống thì phải tươi trẻ vui vẻ chứ anh, cho dù bên lề cuộc. Công lần lúc đó tôi là sinh viên đại học Văn Hạnh, tôi gọi tôi uống cà phê Bùi Giáng, tôi Nhà đã thơ hút Bùi thuốc Giáng à? lào, hút thuốc lào và ông quơ múa dưới cái ánh mặt trời. Thì tôi nói sao anh không cắt tóc đi, vì ông để tóc dài tới tới vai nè, râu ria tùm lum ấy. Thì ông ngồi hút thuốc với tôi thì ông nói là con người cả hai cái để ý, dù để ý bên trong thì dù quên bề ngoài, dù để ý bên ngoài dù quên bề trong, nếu mà được bên trong bên ngoài tốt hơn nhưng mà chọn một trong hai thì ông Bùi Giáng nó chọn bên trong. Thì khi tôi nói ra chuyện đó thì bạn bè nói mấy ông là người đi hớt tóc cứ bày đặt nó bên trong bên ngoài. Nhưng mà thực sự ra trên đời sống nó cũng có những cái lúc này, cá nhân mình khi có nhiều khi mình bị bệnh chuyện gì hay là có một vài chuyện gì mình cũng quên đi cái vấn đề bên ngoài thật anh ơi, chứ không phải không. Như tôi, nghề nghiệp của tôi thì buổi sáng tôi phải thức dậy sớm là phải lo rồi, nhưng mà rốt cuộc lại cũng phải lo ăn mặc áo quần. Cái vấn đề không phải mình lo cho chính mình mà mình lo cho mình tôn trọng những cái người khán giả của mình thật. Nhiều khi bây giờ tôi lại đi qua một cái ý nghĩ đó thành nó không thể để bê bối được, là tại vì mình tôn trọng những cái người mà họ theo dõi chương trình của mình, là tôi thật. Cái là nó là một cái phong cách của người làm truyền thông, nhiều lúc phải có để ý bên ngoài chút xíu. Dạ vâng. Nhưng Còn mà như vậy. các ông Bùi Giáng nhà thơ nghệ sĩ mà không Chắc có hồi cách đó ông nói chưa cơ. có lên truyền hình, ông không có lên YouTube, chứ thành ra ông không quan tâm đến cái chuyện đó. Nhưng mà nếu có YouTube thì tôi nghĩ chắc nhà thơ Bùi Giáng sẽ cắt tóc ngắn gọn ra, một người dân xứ Quảng mà, chứ đâu phải. Vâng, sáng nay hai anh em mình sẽ nói chuyện gì nhiều nào. Việc trước tiên chắc là chúng tôi sẽ dành một ít thời giờ để nói về cái chuyện ở bên Việt Nam. Nhưng mà trước khi chúng ta đến Việt Nam thì chúng ta phải đề cập đến chuyện bên Mỹ này. Vì trước tiên chúng ta nói đến người con trai của ông Tổng thống Joe Biden. Thật sự mà nói, người con trai của ông Tổng thống Joe Biden là ông Hunter Biden hiện nay cũng gặp nhiều cái vấn đề mà có thể nói làm cho tất cả những cái tấn công ông á, và những cái người mà có thể nói nhiều cái hăm dọa nữa, cả những cái viên chức Marshal của FBI đang những cái như cái công an tư pháp mình nói đại như vậy đó danh, là vì họ cho rằng những người này đã bênh vực và đã chứa chấp và đã dung túng cho ông Hunter Biden vì bố của ông là tổng thống. Thì nghe qua thì nó cũng có vẻ là nó cũng phù hợp chút xíu, là tại vì sao, cho dù quốc gia nào đi nữa thì cũng là gọi nhất cận thân nhì cận lân mà, như có quyền hành thức nào ấy. Nhưng bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung thì nếu nói như vậy thì chúng ta không còn tin tưởng gì cái nền mà gọi là tư pháp của Hoa Kỳ hay sao? Chúng ta phải phải có cái niềm tin đó chứ, chúng ta không có niềm tin là không được rồi. Đó là một vài trong những cái sự kiện mà chúng ta phải đặt cái căn bản vững chắc, thì chúng ta không thể nói một cách bừa bãi như vậy thì không được. Thế thì bây giờ trả lại vấn đề ông Hunter Biden, anh có theo dõi ông Hunter Biden như thế nào không? Dạ có một chút thôi anh. Anh một chút là bao nhiêu, anh nói cho tôi nghe một chút của anh, chút của anh chắc cũng phải là mấy tiếng đồng hồ. Dạ một không biết anh muốn nói gì, nhưng mà tôi theo dõi hiện nay cái thời điểm thời sự hiện nay là Biden có bị xử không, Vâng. tội gì kêu án gì, và cái đó nó có liên hệ với bố ông ta không, bố ông ta có biết chuyện đó không,
có tham dự chuyện đó không, và việc bãi nhiệm của ông bố có hợp lý không, và việc bãi nhiệm có thành công hay không. Thì đó là những vấn đề mà thời sự chúng ta đang nói, thưa anh. Đúng như vậy thưa anh, đó là tất cả những cái tiết mục anh đưa ra để có thể dựa vào những cái điểm đó mà phía có thể nói có phía muốn đưa cái vấn đề này ra cái chữ gọi là impeach, tất nhiên là vấn đề luận tội. Thì việc trước tiên chúng ta nói đến who is Hunter Biden, ông Hunter Biden là ai. Ông Hunter Biden là trưởng nam của ông Joe Biden. Ông là một trong những người tốt nghiệp luật sư và là một thời kỳ ông làm chánh biện lý của tiểu bang Delaware, tất nhiên là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Delaware thôi, chứ không phải là vừa đâu. Tuy nhiên điều đó có nghĩa rằng ông là một người có ăn học, có huấn luyện và có thể nói rằng là đã từng là một người nắm cán cân luật pháp của một trong những cái tiểu bang có thể nói cũng nổi tiếng về nhà băng ở tại Hoa Kỳ. Chắc anh có điều kiện đi đến cái tiểu bang Delaware rất nhỏ, nằm kế bên Pennsylvania và trước khi đi trên con đường đi đến Washington DC. Thì ông Hunter Biden có một cái thời gian là ông việc trước tiên ông có một vài vấn đề trở ngại với gia đình của ông. Việc trước tiên người em của ông cũng bị mất trong cái vụ tai nạn, thành ra cái điều đó cũng làm cho ông rất là buồn. Và qua cái quá khứ là người mẹ của ông cũng bị một trong những cái cơn gọi là hoạn nạn như vậy, thành ra ông rất buồn và tạo nên một cái depress. Và sau đó thì ông lại lao vào một cái con đường mà có thể nói rất tối kỵ, đó là con đường ma túy. Ông đã có một thời gian sử dụng cocaine. Và chính vì cái điểm đó là một trong những cái điểm để tạo nên một Hunter Biden gặp rắc rối như bây giờ. Thì trong lúc đó thì ông Hunter Biden lại có quên đi cái nhiệm vụ là báo cáo cho biết là mình trong những đối tượng hiện nay đang sử dụng cocaine, có sử dụng cocaine để cho đi xin mua súng, mà ông quên khai những cái hay là không khai những cái chuyện đó ra thì cũng là một trong những vấn đề mà cái tội đó cũng là tội hình sự nghiêm trọng, thưa anh Xuân Nam. Điểm chính ở đây là cái điểm mà gọi là ông và cái công tư của ông đứng tên, mà sau thì ông không còn đứng tên nữa, có liên hệ với chức vụ phó tổng thống thời kỳ ông phó tổng thống Joe Biden làm phó tổng thống cho ông Obamacare hay không. Có thể có khi nào ông lợi dụng cái chức vụ của ông phó tổng thống là bố của ông để có thể có những hợp đồng béo bở, có những việc để xin kiếm xin tiền lợi nhuận ở tại Ukraine hay không. Và đồng thời tất cả những sự kiện đó nó nằm dưới một cái cuộc điều tra, và cái người chánh án cái cuộc điều tra đó cho một cái bà biện lý thì bà nói rằng đến bây giờ qua một thời gian điều tra thì cũng chưa có những cái gì có thể nó đi đến vấn đề tội phạm, chúng ta không cần biết để như thế nào. Nhưng cái vấn đề xử của ông đưa qua ở tiểu bang Delaware xét xử khi ông đã đóng ông cái tội thuế của ông có tội trốn thuế nhưng mà ông chậm trả thuế và ông đã trả rồi. Ba cái điểm này quý vị cũng nên cần hiểu thêm là ông bị có thể nói là một trong những đối tượng nghi vấn là bị trốn thuế, nhưng mà sau đó thì ông đã đóng tiền thuế nhưng có hơi chậm, và chắc là quý vị những người đóng thuế mà hơi chậm thì phải bị tiền phạt thôi. Và kế đến nữa là một trong những vấn đề như tôi vừa nói trình bày quý vị, đó là vấn đề sử dụng mua súng khi ông là một trong những người có gắn liền với cocaine. Và những cái sự kiện đó thì quý vị cho phép tôi đi qua in Ukraine chút xíu. Thời đó ông Zelensky là tổng thống, có một cái gói viện trợ gần tới 400 hay là 40 triệu, tôi nghĩ là 40 triệu thì phải. Thì ông Tổng thống Donald Bốn Trump hình đã như bốn không trăm triệu, hình như 400 bốn triệu trăm anh hả? triệu À, 400 triệu. À, 400 triệu thì ông Tổng thống Joe Biden, ông Tổng thống Donald Trump, cựu Tổng thống Trump đã holding cái đó lại và yêu cầu ông Zelensky phải mở một cái cuộc điều tra với thay thế một cái người công tố viên, vì ông cho biết là cái công tố viên này có thể là một trong những người có cái chuyện liên hệ với ông Hunter Biden. Bởi thế, ông ta muốn đưa ra những cái vấn đề mà ông Joe Biden này có dính líu và đến cái vấn đề mà gọi là tiền bạc qua lại, thì muốn có những cái thay có viên, có những cái điều tra như thế nào thì lúc đó mới có thể nhận được cái số tiền viện trợ đó. Đó là một trong những cái quá khứ mà chúng ta đã nghe nói đến. Thì tất cả những sự kiện đó thì sau này ông Zelensky cũng cho biết rằng là ông ta chưa thấy, và cái công tố viên mà tôi bổ nhiệm là một người công tố viên, ông hoàn toàn tin tưởng vào người đó, ông cũng không theo một cái phe phái nào hay nhóm nào, cũng chưa đưa ra một cái kết quả chính thức là có bị tội hay không. Thì sau đó cái hồ sơ đưa qua cái tiểu bang Delaware thì một trong những người bà công tố viên mà nói cái thời nó có một tài cái vấn đề gì đó, thành bà muốn dời lại đến tại ngày 23 tháng 9 tới đây này thưa anh, để hai bên ra tòa và có cái thì giờ để bổ nhiệm tất cả những thành phần bồi thẩm đoàn. Thì việc trước tiên sự việc trắng hay đen, phạm tội hay không phạm tội thì chúng ta cũng biết rằng khi chúng ta
chưa có một cái búa của ông chánh án gửi xuống, và cái này đòi hỏi phải có hội đồng của bồi thẩm đoàn quyết định mới được, thì chúng ta chưa có thể nói ai là bị tội hay không bị tội. Nhưng bên cạnh cái vụ án này nó có một cái hình thức cũng là chính trị, vì bây giờ thì qua cái vụ án này thì phía cả những thành viên của Đảng Cộng Hòa của tại Hạ Viện họ đi đến nhất trí là họ sẽ cố gắng bắt buộc sẽ đưa cái vấn đề này ra luận tội. Thì chắc anh cũng biết trong Đảng Cộng Hòa cũng có rất nhiều vị dân cử, vị dân biểu họ cũng không đồng tình, vì họ chưa thấy có một cái gì gọi là chứng tỏ cái sự sai phạm như thế nào được, thành họ chưa bằng lòng. Nhưng với áp lực của cựu tổng thống Donald Trump, với áp lực của những thành viên như là bà Taylor ở Georgia, cũng như ông bà Greenter, cũng giống như tất cả những dân biểu khác, tạo nên cái áp lực. Và liệu ông McCarthy nếu không làm đúng theo điều của họ thì có ghế chủ tịch hạ viện của ông McCarthy cũng lung lay. Anh nhớ lúc mà ông được bổ nhiệm tới bầu tới 19 lần luôn nha anh, 19 lần mới được đắc cử. Thì đó là những cái chuyện mà chúng ta đến bây giờ thì thấy ông McCarthy cũng hình như hướng và đang kêu gọi mọi người để đưa cái vấn đề này ra trước hạ viện một trong một phiên họp quan đại. Và nếu như cái trong tổng số 400, thông thường là 435 hay là 425 mình ha, chắc là 425 vị dân biểu hay là 435, thì có một cái nửa túc số hơn để chiếm đa số, thì vấn đề sẽ đưa lên thượng viện. Thì đến bây giờ nếu không có một cái sự gọi là không đồng tình nào của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện thì có thể vấn đề này không đưa ra. Nếu dứt khoát đều đồng tình thì chắc có lẽ là có thể đưa ra được, với con số tỷ lệ hơn thua nhau ở 5 phiếu thì anh, thì đương nhiên là có thể đưa ra từ cả Hạ Viện gọi là phiên khoáng đại và đi đến vấn đề impeach. Tuy nhiên là thế bây giờ chúng ta nói tại sao lại có vấn đề impeach này. Cái việc trước tiên lẽ nhiên ông cựu tổng thống Donald Trump không phải là người lữ hành cô đơn, không phải là người lữ hành cô đơn, ông phải muốn có một người đi chung với mình, đồng hồi đồng thuyền với mình, vì mình đã bị 2 lần impeach. Thế thì ông cũng muốn một người nào đó mà là người đó là đối thủ của ông nữa cũng phải như ông, thì cái đó thì chắc tôi nghĩ rằng là người nào thì khi mà đã tranh cử mà gọi là coi nhau là tử thù thì lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện đó. Nhưng điều đó không có nghĩa đối với Hoa Kỳ, tại vì tôi thấy dù sao quốc gia Hoa Kỳ đã được xây dựng trên 300 năm nay và có một cái nền dân chủ tự hào trên thế giới, thì không thể cái quyền lực của một người nào đó mà có thể khuynh đảo. Theo anh nghĩ thì như thế nào, liệu có khuynh đảo được không thưa anh Nam? Trong vấn đề luật lệ gọi là kết tội một ai đó thì giới làm luật hay thường nói là strong case hay là weak case, là cái trường hợp nó một cái vụ mà nó trường hợp cái strong case là rất là dễ bị kết tội, Có những cái cây đó là tội tội mạnh tội đó. trạng đó, cái tội trạng nó rõ ràng. Mà trong trường hợp của ông Biden đó, và đứa con trai Hunter Biden thì bây giờ người ta mỉm cười cái lúng túng của Cộng hòa, bởi vì nó là cái weak case. Và anh nhìn thấy báo chí đều nói rất là rõ, gần như tất cả bài báo đều đề cập vấn đề đó. Là khi dù sáng nay tôi mới vừa đọc bản tin là của hãng AP nói nè, người Mỹ đang chia rẽ một cách trầm trọng về việc Biden hành động một cái sai lầm theo cái thương mại của con cái mình, chứ người Mỹ chia rẽ cách trầm trọng là nó không không khi mà một bộ chay nó rõ ràng thì dễ bị kết tội, nhưng mà cây của nó không rõ ràng. Và đến giờ này ông Hunter Biden có thể có một số vụ lỗi nhỏ như anh vừa nói, nhưng mà ở mức nào thì chưa có ai định được tội. Và cái mối liên hệ của ông Biden với đứa con của mình, đứa con làm bậy và ông cha làm bậy theo á, ông cha biết mà che chở đó, thì chưa ai chứng minh được điều đó có. Mà đứa con của thằng con Biden đó, con của ông Biden, ông Hunter Biden đó, trên 18 tuổi, làm vị thành niên, làm người trưởng thành, thì chúng ta không có thể bắn một người, kết tội một người kết tội cả gia tộc đó hay kết tội cả cha mẹ. Luật pháp nước Mỹ mới như vậy. Bây giờ chẳng anh trọng đi, con trên 18 tuổi nó đi nó trốn đi lính thì nó bị trừng phạt bởi nó, anh trọng đâu liên quan đâu. Dạ vâng. Do vậy nếu không chứng minh ông trọng thì xúi nó, ông trọng bắt nó ở nhà, ông trọng bắt nó trốn đó, thì làm sao kết tội ông trọng được.
Do vậy chúng ta nhìn một cái điều này, hai trong này hai vấn đề. Vấn đề nhất là Biden có tội không? Ông Hunter Biden có tội không? Tội gì? Và cái tội đó xử bao nhiêu tháng tù, năm tù? Và cái tội đó có liên quan đến bố không? Và ông phải chứng minh cái thứ hai là ông Biden cha có dính líu vào vụ này. Thì mưa từ đó mới có thể luận tội một cái tội ông Biden được. Còn không, đó là trời cho bu vơ của Đảng Cộng Hòa. Mà cái thứ ba nữa, bên lề nó đã tặng này, từ khi mà Đảng Cộng Hòa lấy lại được Hạ viện á, hô hào lớn tiếng đủ thứ, đến giờ vấn đề cái Hạ viện Cộng Hòa đã làm được gì từ lúc họ lấy lại Hạ viện. Đánh vụ nào cũng thua rồi, đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ. Và ngay cả trong nội bộ Hạ viện Cộng Hòa cũng có nhiều thành phần khác nhau, chưa chắc nó đứng bên bên Vâng, chưa đứng chung một phát một phía. đứng trong phe. Và như vậy cái từ những nhóm cái nhỏ khác nhau đồng hòa có quyền lợi khác nhau, chưa chắc họ đủ phiếu nữa, chưa chắc họ đủ phiếu dù họ kiểm soát hạ viện, nhưng chưa chắc họ đủ phiếu. Wow, cái này cũng là một vấn đề. Nhưng mà thưa anh, xin hỏi Xuân Nam thêm một cái câu vắn tắt thôi. Thế thì liệu trong trường hợp ông Biden biết được tất cả những cái sự kiện đó mà ông không trình bày, không nói, hay là nghĩa là ông không có hành động, ông ignore nó đi, thì anh nghĩ rằng cái điều đó không phải là chúng ta phải luật sư thì có thể có bị kết án không? Tôi nghĩ biết không phải là cái tội. Vâng. Biết chứ anh là tội phải không? Biết chưa chắc là tội. Vâng. Biết không hẳn là tội, chưa chắc là tội. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Biết chưa hẳn là có tội mà cũng không thể buộc tội khi người ta biết. Tại vì có những cái điều kiện trường hợp nào đó người ta biết và người ta ít đôi người ta không muốn Không nói ai kết án về cái hành vi ngoại tình. đến. Không có ai kết án về cái tư tưởng ngoại tình. Có ý nghĩ ngoại tình thôi là cũng không có kết án đâu. Thượng đế kết Yeah. án. Do vậy biết là một cái khái niệm rất là trừu tượng. Vâng. Thì tôi nghĩ không ai cứ bị kết án, bị biết người nào đã làm bậy chuyện gì. Nếu tôi chơi với anh Tròn Trọng, tôi biết anh Tròn Trọng hút xì ke ma túy, cái biết của tôi có liên quan với anh Trọng không? Vâng, cái cá nhân personal của tôi mà khi mà tôi không làm những điều gì phạm pháp thì tức đó là đâu có gì đâu. Vâng. Tại vì khi khi có ở đây có hai vấn đề đặt ra này. Một là chúng ta không thích đang chủ thì chống đang chủ, nhiều chuyện chống lắm. Nhưng mà chúng ta không thích đang chủ mà cái gì cũng 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 cho là đổ dồn dùng Biden, thì Vâng. tôi nghĩ cái đó là ông không đúng. Chẳng Tôi thì hạn hoàn như toàn tôi hoàn toàn đồng ý với anh vì không thích người ta mà nói ô với cái thằng dân chủ là thằng cộng sản, ông Biden này là cộng sản, cái điều đó thì không thể chấp nhận vì những cái nhận định đó nó làm yếu đi cái sự hiểu biết của mình và làm yếu đi cái tinh thần để xây dựng cái quốc gia này đó, cái tôi thấy cái đó rất yếu, tôi thành thật mà nói như vậy. thực sự ra mà nói cái chuyện đó là cái chuyện mà nó không có cái đường link nào dẫn tới cái chuyện mà đảng dân chủ là cộng sản, Bởi thế không có cái đường link, không có đường dẫn nào vào cái lý luận để vào đó được, nói nôm na là không có cửa rồi là không có cửa. sao. Đúng. Thì nhưng mà ghét thì thôi, không có Yeah. nói chuyện chuyện cái quyền hòa mà. Rồi, vậy là chúng ta tạm thời cái coi như chấm dứt để chờ ngày ra tòa hai bên sẽ như thế nào phải không anh Nam ha? Ít nhất thì chúng ta cũng chia sẻ một cái sự kiện. Nhưng có một cái vấn đề này hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh để có thể từ miền Bắc, từ miền Nam đến miền Bắc. Cuối tuần ngày thứ hai vừa qua thì tất cả các báo chí lớn ở Hoa Kỳ gồm có tờ New York Post, ABC, NBC thì CBS thì anh biết những hãng thông tấn đó là như thế nào rồi. Họ đưa lên cái tít hàng đầu cái tin của thành phố Westminster thôi. Của thành phố Tên gì Westminster. vậy? Và không phải chỉ Westminster. Sáng nay tôi có đọc một ký giả bạn tôi tại San Jose cũng tại căn cướp ở tại San Francisco, tại San Jose cũng kinh hoàng. Và đó hả, thì bây giờ anh sẽ chia sẻ trên kia còn tôi nói như này, thưa anh, thành phố Westminster quý vị cũng vì biết là một trong những thành phố trong cái hội đồng thành phố bây giờ thì chỉ có một anh Carlo Menzo là người Mỹ thôi, còn bốn người là người Việt Nam của chúng ta, trong lúc dân số của người Việt Nam chúng ta có khoảng ngoài 50.000 người trong cái thành phố có trên 100 lẻ mấy ngàn dân mà thôi, thì chúng ta biết rằng cái địa thế và cái địa hình đó rất có lợi cho người Việt Nam. Thành phố được chia ra thành cái bốn địa hạt,
và mỗi địa hạt thì lại có một ông nghị viên, và thị trưởng thì là một cái người được chức bầu bán đến 4 năm một nhiệm kỳ, chứ không phải như những thành phố khác vì họ đã quyết định là phải bầu thị trưởng là tốn tiền, chứ họ không bầu nghị viên để rồi bầu lên một người routine. Ở đó là một cái thành phố được mang danh là thủ phủ của người tị nạn đã từ lâu, một thành phố nói là cờ vàng, không có để cho cái cờ đỏ xâm nhập, là một cái đường lối quan điểm chính trị của thành phố đó. Nhưng bên cạnh đó, thành phố đó bây giờ trở nên một cái thành phố, theo ông được cái cảnh sát cho biết là tội phạm nó gia tăng lên trên 50%. Mà trở lại cái vấn đề, Vai trò của ông thị trưởng của bạn mình đâu? chút xíu thôi bây giờ thưa anh, nhưng mà cái vấn đề chính là một hình ảnh của những tờ báo lớn hãng thông tấn đưa ra, bốn người bịt mặt lại vô cướp một cái gia đình, mà theo cái tôi chưa biết tin đã chắc, nhưng mà tôi nhìn vào cái hình ảnh đó thì tôi nghĩ rằng là người Việt của chúng ta, và có một đứa trẻ nằm ở trong đó nữa. Và sau khi họ có cái kêu cảnh sát đến thì cảnh sát đến thì thấy bốn người này chạy ra, và họ chỉ bắt được có một người thôi, mà một người dùng cây súng bên kia họ lấy được cây súng, và cây súng này là một cái vấn đề buôn bán trái phép. Cái điều mà chúng ta muốn nói đến là lẽ dĩ nhiên nơi nào cũng có tội phạm, nơi nào cũng xảy ra, nhưng cái điều mà chúng tôi muốn nói là chúng ta cần dành nhiều thời giờ của những người lãnh đạo của thành phố quan tâm đến cái vấn đề tội phạm, vì chúng ta không chỉ nghe nó cái tội phạm gia tăng, nhưng phải có những hành động thực tế, và có thể nó tích cực hơn để người dân có một cái niềm tin, để người ta có một cái đời sống an toàn. Vì tại sao tôi nói không có niềm tin? Quý vị đi thẳng con đường thì thấy toàn bộ là những cái người homeless, đi vào chỗ nào cũng có người homeless tới xin tiền, có thể nói anh đi uống cà phê cũng vậy nữa, xin thậm chí điếu thuốc nữa, thì nó mất đi cái mà chúng ta có thể nói là muốn có một cái thành phố. Chúng ta không đề cập đến những người homeless, cái đó cái hành động của họ, họ chịu trách nhiệm về vấn đề đó, nhưng chúng ta cái thành phố, tôi xin hỏi anh đến chỗ nào anh ăn uống mà nó cứ đi vào xin anh hoài, anh có thấy thích thú không? Có thành phố có đáng để cho trung tâm đi đến du lịch anh là Xuân Nam? Được không? Đương nhiên Vâng. được không rồi. Dạ, thì anh thấy những người lãnh đạo cần có nhiều thời giờ hơn, quý vị cần quan tâm hơn. Chúng tôi thấy lại nhiên quá khứ của quý vị cũng có nhiều người đã xài súng không hợp pháp như ông phó thị trưởng Nam Quan, cũng là một trong những người đó, thì nhưng đó là chuyện của quý vị, chúng tôi không đề cập đến. Tôi đề cập đến là quý vị cần phải có những cái hiệu năng, tất cả những cái công việc chăm chú nhiều hơn, tại vì quý vị điều hành cảnh sát, quý vị lấy thêm 1% tiền thuế để quý vị xây dựng cái thành phố an toàn hơn, chứ ta không thể nói đến làm cái exit này người Việt. Cái điều đó cũng tốt thôi, nhưng mà quý vị ơi, 50 năm rồi quý vị, exit người Việt gì nữa, chúng ta đến đây rồi, đâu cần gì những cái chuyện cũ thì cứ để cho những người cũ, chúng ta cứ lấy tự hào luôn luôn làm cái điều đó. Ngay chúng ta cũng không xài đúng luật nữa, xây một cái tượng ở trong thành phố ngoài cao biết bao nhiêu, không cần xin giấy phép. Cái điều đó là một trong những cái sự kiện là cho thấy rằng nó không đúng với cái tinh thần của người Việt tôn trọng luật pháp chúng ta, và quý vị cần phải có một cái hành động tích cực. Chúng tôi có thể nói chúng tôi sẵn sàng, quý vị cho phép chúng tôi có một cái cuộc tranh luận với quý vị, có phải debate với quý vị vấn đề đó, thì chắc là quý vị đừng có khinh thường những người dân ở đây, người dân người ta biết nhiều lắm quý vị, tất cả những điều gì mà quý vị che đậy quý vị được, tại vì sao ngân sách cứ đưa ra tiền bồi thường người này bồi thường người đó người kia, bớt thuế chỗ này bớt thuế chỗ đó, nhưng mà chúng ta không quan tâm cái vụ kiện mà cướp bóc một cái nhà người Việt như vậy, nó quá nặng nề. Tôi thấy cái đứa nhỏ trong đó, theo thì anh thì tôi vừa mới trình bày, thì anh nghĩ sao về cái sự kiện đó thưa anh Xuân ạ? Cái gốc rễ của vấn đề đó ở đây tại San Jose cũng y chang như vậy. Dạ vâng. Cái gốc rễ vấn đề là gì biết không? Là cái lực lượng cảnh sát mỏng, Dạ vâng. và khi lực lượng cảnh sát mỏng không đủ để mà gửi đi đến chỗ chỗ đó, những chỗ thương xá, chỗ cư xá này nọ để canh gác, thì những người ta có thể lộng hành, có thể đập phá cướp giật mà không họ gọi cảnh sát không tới, không không có người tới. Vâng. Do vậy khi mà như vậy thì có những người họ 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 họ, họ túng thiếu, họ khó khăn thì họ làm bậy thôi. Nó cái tình hình đó nó có thể là cái điều kiện dễ dàng hơn cho những người mà họ tung hoành. Thì Yeah. cái việc đầu tiên cái thành phố San Jose chúng tôi đứng như vậy đó là hiện nay thành phố cũng đang cố gắng tăng lên lượng lên cảnh sát là 1.000 người. Có lúc cảnh sát thành phố răng rơi xuống còn là 700 người. Nó thiếu tới 300 cảnh sát. Thì anh thiếu như vậy thì làm sao anh chống? Cái tờ, tôi có đọc bài của anh Duy Văn, nhà báo Duy Văn đó, mà có lẽ chúng tôi đăng lại trên trên báo www.com,
trong nay mai để quý vị thấy rằng thành phố, cái bản tin vừa rồi nói rất là bi đát. Thành phố San Francisco, thành phố San Jose, trung tâm điện tử chúng ta đều bị cướp cách trầm trọng. Và có những trường hợp cướp đến mức độ thế này, đi một lúc có 60 người Phải mà đập cái cửa kính rồi. tấn công vào một cái chỗ thương mại để cướp. Và thậm chí tấn công vào những cái siêu thị của Mỹ để cướp. Và cướp đi con số lên từ 100, giá trị của hàng hóa cướp đi lên 100, 200 ngàn đô la. Anh thấy như 100, 200 ngàn đô la mà anh vào tấn công trong một cái shopping, trong một cái hãng bách hóa đó, quần áo, thời trang này là nó nhiều lắm, là anh lấy đi nhiều lắm, 100, 200 ngàn đô la mà một lúc 6 người, 60 người đi cướp. Tôi đọc cái bài tường trình của anh về sáng nay, tôi hơi giật mình. Làm sao mà anh quy tụ được 6 người mà anh hành động cái cách mà phạm luật như vậy và không có phản ứng cảnh sát? Cái chính là không có phản ứng cảnh sát. Đó là chuyện còn tại San Jose, thì chuyện mà những khu thị tứ bị cướp, bị giật, bị ăn cắp, bị trộm, bị tấn công là chuyện thường ngày ở huyện. Và cái người Việt mình có tâm lý là không muốn sợ gây thù chuốc oán lắm. Bị cướp nhưng mà hỏi tại sao đi báo cảnh sát, cái báo họ biết được họ trả thù. Anh em chơi do vậy, vì như vậy cho nên cái người đi cướp người Việt họ lại mạnh dạn hơn, tàn bạo hơn, tại vì họ cướp và họ không sợ cảnh sát tới và không sợ bị đi báo thì họ tự do cướp. Cho nên ở đây có hai vấn đề, tôi phân tích cái hiện tượng đó mới cho thấy có hai vấn đề cần phải giải quyết. Thứ nhất là phải có lực lượng cảnh sát. Trong thời gian vừa qua tại khu mà Phương Xá, Grand Century, San Jose, họ chơi một hành động thì cũng vui. Họ để chiếc xe cảnh sát mở cửa đó, có nghĩa là giống như có cảnh sát đang làm việc hay là đi bên bên trong 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 khu đó, và thì thành phố thì khu đó hơi im chút xíu, giống như ngày xưa anh thấy trong cái nhà quê đó. Anh thấy những cái nông 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 trang, nông trại, những đồng ruộng khi mà bắt đầu trái cây đang chín, lúa đang lên này, lúa đang chín này nào, họ để cái con mà hình hình nộm đó, con như anh, con mà hình nộm thì giống như con người đó. Dạ, để cho nó khỏi như mình quay ruộng này cũng để như vậy, để cho chim chúng nó sợ nó không bay Nhưng chúng nó sợ đang bay tới. tới. Thì cái chuyện mà khi tôi nhìn chiếc xe cảnh sát mà đậu tại trước cửa Thương Xá Grand Century và bỏ trống như vậy mở cửa đó, thì hay thậm chí cho cái đèn nhá 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 lên đó. Thì đó là cái chiều giống như con hình nộm nó vậy, nó làm cho con chim, con chóc có thấy có người nó sợ. Thì ở đây thấy cảnh sát nó sợ, nhưng mà một thời gian thì nó quen thuộc, Thì cũng người không ăn cướp biết nó không ăn thua gì, rồi cảnh sát cũng tới, nó vẫn cướp vẫn giật, cảnh sát vẫn di chuyển chiếc xe đi, thì cái tình hình nhưng nó mà thưa anh Xuân Nam, tôi xin phép anh để tôi đi vào cái câu chuyện này chút xíu. Lẽ nhiên chúng ta có những cái hành động mà chúng ta phải thay đổi từng bước để giải quyết cái vấn đề này, bắt đầu từ số zero cho đến những cái số lớn hơn. Chúng ta làm sao tạo cái niềm tin, phải có một cái niềm tin. Tại sao những người ta không dám báo cáo, không ta dám cộng tác vì người ta sợ trả thù? Nhưng nếu khi mà người ta có cái niềm tin với cảnh sát và tất cả những cơ quan công lực của chính quyền, cũng giống như chính quyền tại chỗ, họ quan tâm đến đời sống của chúng ta, họ đứng về phía chúng ta, thì cái niềm tin đó mạnh thì họ dễ hợp tác hơn. Anh có đồng ý với tôi cái điểm đó không? Cái đến cái thứ gì nữa, thưa anh, một cái hành động cụ thể, tôi nói ví dụ như những người trong hội đồng thành phố, quý vị dành nhiều thời giờ để nói chuyện này bà kia bà nọ, nhưng mà quý vị quên đi một điều: đêm thứ hai có cái cuộc như vậy, người dân đang sao động đó này kia nọ, quý vị dành thời giờ, quý vị có một cái buổi họp báo, có ông chị cảnh sát ở đó, quý vị cho mọi người biết tất cả những tin tức, có những cái sự kiện, để tất cả những cái đối tượng mà có thể tham dự trong những vụ cướp tương lai, họ lo sợ, họ nghĩ rằng ồ, họ quan tâm đến chúng ta, thì dù sao đi nữa cũng biết là có những người đang ấy. Đây không có một người nào tuyên bố, không một cái gì hết, thì tôi hỏi anh làm sao tạo một cái niềm tin, một cái nhịp cầu đối với những người dân cử. Tôi thấy cái điều đó cũng là một trong những vấn đề có thể họ coi thường. Tôi có thể nói cái chữ họ coi thường, thành vấn đề anh biết những là cái họ coi thường, còn có lý do gì nữa không? dạ Ngoài lý do trường hợp gì lý vậy? do thiếu cảnh sát và sợ, không sợ trả thù vì không báo cáo, còn có lý do rất đặc biệt. Không biết Nam có đi làm sao, với Bắc California có đặc biệt không?
là nhà tù chặt. Đúng. Cái số người mà bị những tội mà tội tiểu hình đó, mấy tội lẩm cẩm, ăn trộm, ăn cắp, vô có khi một vài ngày thả ra. Mà họ vô họ ra như đi chợ vậy, họ không không vô sợ nhà tù nữa. Họ biết không vô một vài ngày họ ra thì chuyện cướp ăn trộm họ bị bắt không là vấn đề. Vâng. Do Tôi vậy hoàn toàn đồng ý với anh là cái vấn đề tù tội bây giờ khi nhà giam có thể nói là một cái mức quá tải để không thể giữ đựng được, thành ra cái vấn đề tội phạm nó càng ngày càng gia tăng. Tôi hoàn toàn đồng ý anh cái chuyện đó, nhưng bên cạnh đó chúng tôi nói cái hành động tích cực của phía những người cầm cái cán cân chính quyền hiện nay, điều hành cái thành phố hiện nay, quý vị cũng tỏ một cái thái độ rõ ràng. Còn cái công việc mà thiếu tù thiếu nhân viên nhà tù thì cái đó ngân sách, quý vị là những người có cái đề đạt lên, những vị dân cử đề bạt lên để có ngân sách, đó là quyền của quý vị, chúng tôi bầu quý vị để quý vị làm điều đó. Nhưng đồng thời quý vị cũng phải quan tâm, tôi nói ví dụ như ngày thứ ba thứ tư tôi cái cảnh sát đến, tôi họp báo, tôi nói cho biết ồ tất cả những thành phố an tâm, quý vị quyền chúng tôi luôn luôn đứng với quý vị, chúng tôi lễ gì lúc nào đứng, nhưng mà chúng tôi nghe tiếng nói của quý vị thì biết chứ đây quý vị hội họp thì toàn những cái chuyện bà này phía bên này, ông kia phía bên kia, phía ông Nguyễn Mạnh Chi thì không thích với ông Nguyễn ở trong thành phố Westminster, bà em ở và những cái chuyện như vậy, đã đến lúc chúng ta cần thức tỉnh để nói cái vấn đề, tại vì chúng ta coi cái mạng sống của người dân của chúng ta quan trọng hơn. Những cái chương trình ví dụ như radio, quý vị sử dụng những cái tiền ngân sách quốc gia, ngân sách tiền thuế, quý vị cho sử dụng, để quý vị đừng có để ra phía bên này chống ông này chống ông kia ông nọ, quý vị sử dụng nói về vấn đề, quý vị gọi chúng tôi, quý vị làm cái gì cảnh sát cần phải đến nơi để cho người dân có một cái niềm tin, quý vị quan tâm lo ngại lo lắng cho đời sống của chúng tôi. Cái điều tôi muốn nói là như vậy, chứ không phải là làm như vậy để dẹp tắt được tất cả những cái vấn đề gọi là tội phạm ở trong xã hội, nhưng ít nhất mình có một cái hành động cụ thể nào đó, thưa anh Xuân Đăng. thực sự ra trong lúc này ngoài những vấn đề đó nó còn cả những cần sáng kiến nữa. Thành phố San Jose là một thành phố cực kỳ phức tạp. Nó là thành phố lớn thứ 10 trên nước Mỹ nhưng mà rất là phức tạp. Thì từ khi mà thời kỳ ông Sam Ricardo thì người ta người mà homeless nằm tràn đầy tràn phố, vô gia cư nằm tràn đầy tràn phố, rồi trộm cắp tùm lum, ăn cắp ăn nảy, ăn cắp lớn ăn cắp bé tùm lum tà la, móc túi giật đồ tùm lum ra. Nhưng mà dưới thời của ông thị trưởng Matt Mahan trong vòng một hơn năm vừa qua thì ông ta làm được nhiều việc mà coi cũng rất là có lý. Gia Ví tăng dụ hay như là ông cứ xuống anh, gia tăng hay là xuống giảm xuống xuống rất là nhiều, xuống rất là nhiều. đó, thấy không, có những Anh thấy hành động thực tế. chẳng hạn như đi chơi khoảng hơn một năm thôi từ ngày đắc cử, nhưng mà anh thấy là ông lại rơi vào tình trạng gì, là ông dọn dẹp cái những cái homeless lề trên đường phố nó gần hết luôn. Bằng cách anh biết bằng cách làm gì không? Xin ngân quỹ của tiểu bang, lấy ngân quỹ thành phố, xây những cái nhà 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 tiền chế đó, cái nhà nhỏ 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 phòng nhỏ nhỏ, cũng có nhà vệ sinh, có phòng ngủ này nọ, cũng có bếp núc này nọ, mà khoảng những 80.000 đến 100.000 thì xây đó rất là nhiều và bỏ ra một khu đất công, dựng trong khu đất công thì đưa những người mà vô gia cư thay vì ngủ ngoài đường về đó ngủ đó. Thì nhờ như vậy thì thành phố xong rồi bớt cái nạn ngủ đường, mà bớt nạn ngủ đường đó, thì bớt nạn cắp vặt, bớt nạn cắp vặt, bớt nạn cướp và thành phố sạch sẽ đẹp đẽ hơn. Thì tôi nghĩ cái vai trò của Nguyễn Minh Chí tại Nam California cũng nên có chuyến lên thành phố San Jose để mà tham quan, để mà làm việc, để mà học tập kinh nghiệm với ông thị trưởng Matt Mahan này, chứ không chỉ lên Cali những ghé thăm Đại Bình Dương không đi xin tiền không nè, hổ hổ thẹn với ông thị trưởng thành phố Westminster quá. Một số nghị viên Westminster và nghị viên Westminster nhưng vì dân cử lên đây Xin lên điện. Bắc Cali không phải để thăm mà học tập kinh nghiệm, không để về phục vụ đồng bào tốt hơn, họ lên đây đi tìm Đa Bích Dương để xin tiền. Tôi cảm thấy là cái hành động đó được đáng bị lên án hơn. Lẽ ra anh phải đi học tập trao đổi kinh nghiệm lên đây đi gặp ông thị trưởng San Jose, gặp thị trưởng San Francisco, gặp thị trưởng Oakland mình trao đổi những vấn đề của hai địa phương cùng gặp gỡ để mà giải quyết, để mà học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Thì ở lên đây tôi chả thấy ở đi họp ông nào rồi đâu, chỉ lên gặp Đa Bích Dương xin tiền thôi. Và wow, thì cái chuyện đó
Và như vậy thật là đáng buồn, nhưng mà chắc lẽ con đường nào thì cũng có sự thay đổi. Thì tôi nghĩ rằng họ cũng nghe tiếng nói của anh, nghe tiếng nói của những người trung thực, và họ nói không có mục đích gì, thì cái gì nó cũng có thể cái sự sửa đổi, hay là họ đang trên cái con đường sửa đổi. Thì chúng ta chờ xem cái cục diện nó là thay đổi như thế nào. Nhưng dù sao chúng ta thấy cái vụ cướp vừa qua thì có thể nói quá sức là tưởng tượng anh ơi. Họ bịt mặt súng ống chỉ cái người phụ nữ, hai người phụ nữ nằm dưới, một đứa trẻ nhỏ nằm giữa. Trời ơi, tôi thấy cái cảnh này thì thật sự là có thể nói chưa bao giờ tôi thấy cái hình ảnh đó xảy ra ở tại những cái khu của người Việt của chúng ta. Đó là chuyện ở tại hải ngoại của chúng ta, Bắc và Nam Cali hôm nay. Bên cạnh đó thì bây giờ chúng ta, anh đã sẵn sàng chưa để chúng ta trở lại về Sài Gòn này, trở lại Hà Nội này. Lần này thì Dạ chúng ta mời anh. rồi. Thưa anh, cái chung cư đã bị cháy, một cái ngôi nhà bề ngang 10 mét, chiều dài 10 mét, với một cái giấy phép cho xây 6 tầng, thì họ lại xây lên 9 tầng, và không hiểu vì cái dưới để xe cộ như thế nào cháy, và nảy lên một cái kẻ gọi là cái kết quả tệ hại thảm khốc, 56 người đã bị chết. Tôi nghe trên 60 người rồi anh. Dạ, đến bây giờ như vậy là sao? Tôi trên đường đi về tôi chưa cập nhật đó. Thì anh thấy không, cái sự kiện nó đau khổ như thế nào? Cái câu hỏi đặt ra tại sao chúng ta cứ để cái chuyện mà vỡ đê rồi lúc đó chúng ta mới đắp đắp đập? Cái điều đó vô lý quá. Vỡ đê, tại sao chúng ta đã thấy cái đê nó bị hư hỏng rồi? Chúng ta đã biết tất cả những người có gia cư, tất cả những người coi, tất cả những cơ cái gọi là nhà cửa thành phố, nhất là thành phố Hà Nội nữa, nơi bao nhiêu người tụ tập về sinh sống, mà chúng ta thấy cái nhà cho phép có 6 tầng mà xây đến 9 tầng thì chắc phải có vấn đề gì chứ thưa anh Sơn Nam. Thế thì tại sao chúng ta lại không có cái hành động cụ thể trước đi để tiết kiệm xương máu cái mạng sống của gần trên 60 người như vậy thưa anh Sơn Nam? Cái đó cái câu hỏi đặt ra như thế nào này, thưa anh Sơn Nam? Anh câu hỏi như vậy thì anh đặt câu hỏi với ai? Với tất cả những người mà am hiểu như anh này cũng đã biết, những cái thành phố lớn tôi cũng biết, thì tôi là cái người hỏi nhưng mà tôi cũng có câu trả lời. Tôi nghĩ là cái câu trả lời đó là phải cần quý vị thay đổi cái đường lối của quý vị hiện nay. Quý vị đừng có dùng cái quyền hành của quý vị để làm khó làm dễ Cái những đó cái người. tôi nghĩ là nó khó lắm. Tại vì hiện nay Việt Nam á, tính cách là anh thấy chẳng hạn như mỗi nhà xây cái kiểu khác nhau, nó lộn xộn ra ngầu, anh nào xây cao xây thấp xây ngắn xây dài, chỉ lo lót chi tiền cái ông chính quyền của công an địa phương là thao là thì khó lòng mà tôi nghĩ mà cải tiến được. Phải khi mà chỉ có làm việc điều đó được mới điều kiện làm theo chủ nghĩa pháp trị. Pháp trị là gì? Phải cai trị bằng pháp luật. Còn Việt Nam là cai trị theo tiền luật và thế lực, có tiền thì có bạc, đồng bạc sẽ toạc tờ giấy thì nó đâu có khe đâu, xây mấy tầng đâu. Và thế lực là tôi là cháu ông lớn, tôi là ba tôi làm to, ông chú tôi là ông ủy, ai cản được mấy ông đó. Do vậy tôi nghĩ theo cái cách làm việc, cái hiến pháp và luật pháp Việt Nam hiện nay, cái thế hệ cai trị và quyền chức hiện nay của Việt Nam thì cái chuyện tệ nạn xã hội hay những tệ nạn như vậy không bao giờ giải quyết được, không bao giờ quyết được trong cái cơ chế xã hội không pháp trị như Việt Nam. Nhưng mà thưa Chẳng hạn anh, như nếu mà chúng ta nghĩ rằng là nếu chúng ta có một cái động tác cụ thể nào đó thì có thể nó cũng phần nào nó giảm đi. Bây giờ ví dụ như những người làm nhà đất, mà nếu có những cái ngôi nhà tại khi xây xong có người inspection, cái người inspection là người thanh tra, người giám sát, cái đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Như ví dụ cái người nào mà thanh tra cái vụ cái nhà 6 tầng mà cho 9 tầng xây, cái người nào đi tới mà gọi là chủ đúc kết cái để chấp nhận cái để cấp giấy tờ cho cái nhà này, mấy người đó phải đưa ra để lấy cái mạng sống của trên 60 người kia chứ anh. Tôi thấy cái đó một vài vụ thì có thể nói nó cũng làm, chúng tôi không có bao giờ nói vấn đề gọi là toàn diện, nhưng ít nhất có một cái đường hướng và có một cái hành động cụ thể nào có thể nhằm ít nhiều gia tăng. Bây giờ xin hỏi lại anh này, bao nhiêu nhà ở Hà Nội bây giờ xây 3 tầng làm thêm 4 tầng, xây 4 tầng làm thêm cho phép 4 tầng làm thêm 5 tầng, 6 tầng? Thì cái điều đó bây giờ chúng ta phải có cơ hội nhân cái nước cái tính mạng của 60 người kia chúng ta đem ra và bắt đầu chúng ta đề cập đến vấn đề này. Không có một cái áp lực nào, vì sao? Nếu chúng ta không làm thì mai mốt cũng có thể cháy chỗ này, cháy chỗ nọ và cái mạng sống của người ta bị mất đi dễ dàng thế. Thì như tôi đã nói và anh nói với chuyện Việt Nam, nói chuyện Hà Nội, nói chuyện Sài Gòn, mà nói chuyện pháp trị là thà nói chuyện đầu gối anh sướng hơn.
Nó đâu có nghe, có lỗ tai đâu. Ừ. Nhưng mà có khi được, có khi đó không có nghe, không ai nghe hết rồi đó. Bởi vì sao? Tại vì ví dụ anh ở tại Sài Gòn đi, anh tại Hà Nội đi, anh nói chú anh là bí thư thành ủy, bí thư huyện ủy, chủ tịch tỉnh, chủ tịch quận, thì anh có ai dám đụng anh không? Để tôi anh thì xây nhà. tôi nghĩ khác anh nha, anh Xuân Nam. Tôi nghĩ là cái người mà bí thư thành ủy đó mà có đứa cháu như vậy, họ thiếu gì cách anh, họ có thể ngăn chặn người cháu. Trước tiên là vì cái quyền lợi của họ trước tiên cái đã, họ đã có đến cái lúc mà thành ủy chức vụ đó thì họ thiếu gì cách mà phải để cho người cháu. Thì tôi nói thật với anh, làm sao để cho người càng cao càng có ý thức trách nhiệm, mà cái ý thức trách nhiệm đó mới đi đến cái kết quả thật. Cái điều đó không thể làm được trong chế độ cộng sản, bởi vì trong chế độ tư bản nó có hai đảng, nó quan sát nhau, có cái chủ nghĩa pháp pháp trị, nó có luật lệ, nó có công an không thuộc về phe nào. Thế bây giờ anh làm, anh ở trong chế độ đó mà anh là người Độc quyền, đảng anh đọc viên, quyền anh hả? có quyền cái chức ai đụng vô anh, gia đình có quyền cái chức ai đụng dám đụng vô anh. I see. Mà do vậy không thể có một xã hội công bằng và pháp luật trong chủ nghĩa cộng sản được. Tôi không phải là người mà cuồng chống cộng, nhưng mà tôi nghĩ không thể nào nói chuyện pháp luật và nói chuyện luật pháp, nói chuyện pháp trị trong cái đồ cộng sản được. Thôi vậy thì chắc là phủi tay, không thể nào nói gì, bỏ tay Bây thôi. Nhưng tôi thấy cái chết đó quá đau thương, có thể nói là giờ thấy quá chết đau thì thương. đau thương thật, nhưng mà bây giờ nó đang xây lầu, cho giấy phép lầu thứ sáu, nó xây lầu thứ bảy, tới công an tới hỏi giấy phép đâu, anh thay vì đưa giấy phép đưa một cái phong bì ra rồi lại quay đi tiếp, ông chủ tịch phường tới nó đưa phong bì tới, chủ tịch phường quay đi thì còn ai nữa. Vì do vậy thay vì giấy phép nó đưa có giấy cũng mạnh hơn giấy phép là Vậy giấy nó mạnh bạc, hơn, vậy nó giấy mạnh bạc mà nó giấy phép, hơn. ở Việt Nam giấy Và bạc mà nó giấy phép. Anh thấy chẳng hạn như các cái luật lệ giao thông, chết người kia, lái xe ẩu tả, bưa đèn đỏ chết người, nhưng bưa đèn đỏ gì vô kéo một tờ, một hai tờ giấy lớn lớn chút xíu ra đưa, rồi ông nói thôi anh đi đi, ông ta đòi đặt nhét trong túi quần túi áo sau đi đi trước đi gì đâu thì cho đi đi, thì ngay cả thấy nhưng mà nguy hiểm tính mạng con người rồi giao thông như vậy thì cũng đồng tiền lượt, có cũng đồng tiền nó xét toạc rồi luật pháp ấy. Thì tôi không nghĩ là Việt Nam, tôi không nghĩ là Việt Nam có lúc nào đó là nó là pháp trị tôn trọng pháp luật. cũng hơi mệt anh ha, cũng hơi mệt trong thời gian chơi nha, tôi thấy như vậy. Không, cái điều này mình phải đó, mình xã hội nó chỉ có nghĩa rồi, bây giờ cái hư nó lớn lên, ông thấy chuyện đi chuyện mà Biden của ông Nguyễn Phú Trọng là càng lớn lên cái sai của Trung ương đó. Đảng bây giờ đạp trên đầu chính quyền để mà đi, Nguyễn Phú Trọng gọi nói chuyện với ông Biden, mời ông Biden qua bên này và Nguyễn Phú Trọng tiếp, sau đó mới share một vài ông trong đó tiếp chúc định. Như vậy Việt Nam á, nó chứng tỏ là cái đảng lớn hơn cái nước. Thì bây giờ thì chắc chắn là điều đó nó đang xảy ra, đã đảng lúc nào lớn hơn nước mà. Thì như vậy chính nhà nước chứ có một đảng thì không có cạnh tranh, không có thì ai mà nó độc quyền cai trị, mà độc quyền cai trị thì nó được pháp gì nó mất công. Vậy thì bây giờ không cần quốc hội nữa hay sao? Anh thấy anh biết quốc hội Nga, quốc hội Trung Quốc, quốc hội Việt Nam, quốc hội Cuba, quốc hội của Hàn, là quốc hội thì cho vui vậy thôi, bù nhìn đi họp đánh lương thôi. Nhưng mà bây giờ tôi hơi đi băng chút xíu nha anh Sudan. Thì chúng ta vừa mới nói cái vấn đề độc quyền đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn lại thế giới, bây giờ chúng ta nói qua một cái tổ chức như Liên Hiệp Quốc chẳng hạn, nơi quy tụ của những quốc gia, 100 quốc gia trên thế giới xuống một cái tiêu chuẩn đề cao. Nhưng bây giờ mình nói vai trò của ông Vladimir Putin, ông là một trong những thành viên của, nó là người đứng đầu Nga. Nga là một trong những 5 thành viên của ngũ cường của Hội đồng Bảo an, của Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chắc anh cũng biết rồi, nếu trong cái 5 cái phiếu này có một cái phiếu chống là không có một cái điều gì mà có thể thành đạt được hết. Thế thì bây giờ Liên Đại đồng Liên Hiệp Quốc đã đưa ra lệnh cấm vận, đưa ra lệnh trừng phạt Bắc Hàn, mà đến bây giờ ông chủ tịch Bắc Hàn lại qua bên Nga để rồi là đi theo, đi ông này nhập súng đạn vô giúp cho, rồi để chỉ cho ông này những cái phương tiện làm hỏa tiễn để ấy kia nọ. Thì anh thấy như vậy thì thế thì hết tin được cái tổ chức nào mà để chúng ta có được cái niềm tin nữa. Tại vì nếu giao trứng cho ác
giao những cái hỏa tiễn cho ông Kim Jong-un với đầu đạn hạt nhân đã có sẵn, có những hỏa tiễn liên lục địa mà chúng ta gọi là ICBM, nó có thể đi tới 10.000, 12.000. Mà bây giờ với cái sự phụ họa về vấn đề kỹ thuật của Nga nữa thì nó sẽ đi đến ở đâu? Thế giới này tàn nát hết rồi. Tại vì cái anh thấy bây giờ thế giới này cũng nhiều nguy hiểm như anh nói đó, ngay cả không phải chỉ một quốc gia như Việt Nam hay Trung Cộng, ngay cả quốc tế bây giờ anh thấy chẳng cái chuyến đưa ông Kim Jong Un sang sang mời ông Kim Jong Un sang mà sang Nga dẫn đến tình trạng là gì? Ông tổng thống Nga thì đang trong tình trạng bị bắt, bị lệnh bắt vì một số cái tội, đúng không? Rồi ông Kim Jong Un thì bị cô lập, bây giờ đem nhau trang bị vũ khí cho Nga để đánh Ukraine, thế giới làm gì nhau? Thấy chưa? Về chưa như Mà vậy? bây giờ vô Liên Hợp Quốc họp thì có trong 5 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hội đồng tối cao Liên Hợp Quốc thì trong cái ban thường trực 5 thành viên đó thì có 2 ông Tàu và ông Nga, mà hai ông bắt tay nhau một phủ quyết nữa thì không có luật nào xong á. Tại vì cái bộ quyết định như vậy muốn được thực hiện tại hội đồng cao nhất thì phải có khoảng 5/5, nghĩa là tuyệt đối. Mà nếu mà 2/1/5 đã chết rồi mà 2/5 đã thua nữa, cho nên cái hội đồng Liên Quốc cũng tê liệt luôn. Thôi hết lời chữa anh hả, coi như là thôi ung thư rồi, là chờ ngày ra đi thôi. Không có. Cho nên bây giờ nó có một cái phong trào rất lớn trên thế giới đó, là phải cải tổ lại cái tình trạng bế tắc của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc cũng bế tắc. Đúng rồi, quá bế tắc thì chưa không phải là bế tắc nữa, quá bế tắc thì tại vì có thể có những cái vấn đề mà đem thảm bom những cái khu dân cư của những người vô tội mà bị ảnh hưởng như vậy, thì cái điều đó nó đi ngược lại chúng ta nói nhân quyền hay là nói gì cho thật nhiều, chúng ta nói đủ thứ, nhưng mà cái sự việc nó trước mắt như vậy mà chúng ta không làm thì thôi, thì làm sao Bây chúng giờ ta. nói một ngày như vậy, từ lúc mà tháng 2 năm ngoái khi Putin xâm lăng nước Nga, họ thả bom tan nát nước Nga hết. Nước Ukraine chứ. Đến họ tan nát Ukraine hết. Họ đã pháo kích tan nát Ukraine hết. Họ giết biết bao nhiêu dân thường. Đúng Ai rồi. làm gì nhau? Ai làm gì Putin? Thôi thì cá lớn thì cá bé. Cá lớn thì cá Nếu bé. mà nếu đó là một quốc gia như Campuchia, Lào nhỏ nhỏ đó thì ăn hiếp được, nhưng một siêu cường như Nga, thế lực như Nga cũng đâu dễ ăn hiếp nó đâu, bắt nó không nghe làm gì nhau. Thấy chưa? Wow. Cho nên anh nói đi vào thế giới này khi đã là con người thì có những cái bế tắc của nó, không có một chế độ là hoàn chỉnh, nếu con người là người phá hoại. Có người là người phá phải đúng như vậy anh Sơn Nam. Wow, cái câu nói của anh rất trong này có câu hát hay nha, là con Cảm người ơn anh. cái tự nhiên đi đến, đúng rồi, nếu chúng ta xây dựng một cái cộng đồng bởi những cái người, chúng ta xây dựng một cái tập thể bởi những người mà chúng ta muốn liên kết với nhau để gạt bỏ những cái xấu đi, mà chúng ta liên kết bởi những người như anh nói thì tự nhiên. Rồi bây giờ chẳng hạn sáng nay tôi thấy, tôi đọc tối hôm qua tôi có đọc bài khuyên qua, thức dậy nửa đêm mới đọc cái cuộc tranh luận Ngô Kỷ với một số cái website trong nước Ồ, có hả anh hả? có, Tôi chỉ được và ông Ngô Kỷ chửi 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 lộn nhưng không phải tranh luận nữa. uống Đó. chút chai chứ Thì trong đó một website trong nước đó, là chống phản động gì đó, vậy thì cho rằng Ngô Kỷ nói bậy là Việt Nam tôn trọng luật pháp, là đỉnh cao của trí tuệ, đỉnh cao của luật pháp thì tôn trọng luật pháp, không có chuyện mà cắt cái câu của ông Biden, không cho ông Biden nói, bóp miệng Biden hay sửa đổi văn của ông Biden hay lược dịch ông Biden không cho đi, thì bên đó cho là không đúng, nhưng mà cái đó họ nói trật, tôi guarantee họ 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 nói trật, bởi vì ngay cả ông Biden mà còn bị bóp miệng, Biden còn bị không được phổ biến tiếng nói của mình, thì ai mới được quyền nói tiếng nói tại Việt Nam? Trong Thế câu ông ông Ngô Kỳ Biden, nói như thế tôi nào? nghe Thế ông ông Ngô Ngô Kỷ được nói lại. Ngô Kỳ cái trích nguyên giọng của ông Biden, nguyên giọng nói ông Biden là nước Mỹ có một sự nghĩa vụ tôn trọng cái nhân quyền tối đa trên mọi thứ quyền khác, và với ông ta thì cái điều đó rất quan trọng.
ông Nhâm nói đến nhân quyền của Việt Nam, nhưng Việt Nam nó phớt lờ câu đó, nó paraphrase lại một câu đơn giản, ông không có những cái ý nghĩ như vậy. Thì bây giờ làm gì đâu, ông Biden không biết tiếng Việt, bây giờ rời khỏi Việt Nam rồi giờ ăn nói làm sao. À. Nhưng mà cái đó là một chuyện, và nhiều chuyện nữa. Anh thấy ngay ngay cả luật lệ của quốc gia, luật lệ quốc tế, Việt Nam nó không có tôn trọng ai làm gì nhau. Thế giới đang chạy theo lợi ích thôi, gắn với nhau quyền lợi. Mỹ cần Việt Nam trong vấn đề đối phó với Trung Cộng, trong Wow. vấn đề bị Biển Đông. Việt Nam cần Mỹ để chay che chắn, để đỡ cho phía Trung Cộng tấn công, đỡ phía Trung Cộng ăn hiếp. Thì như vậy họ đến với nhau, thì bây giờ họ họ làm như, họ làm bậy làm gì nhau. Thì có ba bốn điều do vậy, cái anh thấy cho hàng nhịn, chúng ta thấy một cái ông Biden đến Việt Nam, báo chí tường trình tuổi trẻ thanh niên quân đội nhân dân tường trình Hà Nội mới, tường trình tùm lum đi, nhưng mà họ tường trình cái kiểu của họ, và là báo ngoại quốc tường trình khác, báo chí ngoại quốc AP, AFP, Reuters tường trình khác. Một chuyến đi của ông Biden sang Hà Nội và cả hai cái trường phái báo chí tuyên truyền khác nhau, và hai bài diễn văn của ông Biden khác nhau. Thế thì thưa anh, trở lại cái vấn đề, tôi xin đi nhanh hơn chút xíu, tôi hỏi chúng ta còn nhiều thời giờ nữa. Thì thưa anh, thế thì khi ông Ngô Kỳ trả lời với lại ông phản bác lại như vậy thì phía bên kia họ có những cái lời lẽ nào lớn tiếng không? Tôi chưa biết bên kia có lớn tiếng không, nhưng mà cái sự thật là tôi nghĩ ông Ngô Kỳ thắng. Từ một người bình thường ở tại hải ngoại đều biết rằng ông Biden có nói chuyện nhân quyền, và Đúng có rồi. thể nghe ông băng đó, và người Việt Nam trong nước có thể họ nghe BBC, họ nghe VOA, họ nghe đài Việt Nam tại hải ngoại, và họ có thể mà vượt 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 tầng lửa họ đi coi. Thì như vậy chẳng hạn như cái thống kê tôi biết, mặc dầu họ block tầng lửa của Galileo rất nặng nề trong mười mấy 20 năm qua, nhưng mà chúng tôi vẫn có gần mười mấy ngàn độc 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 giả trong nước, À vậy hả. Thế mười thưa mấy bây hai giờ mươi trở lại một cái con hơi hơi mà hơi đi đi băng chút xíu. Thì thưa anh, ở đây thì có một số người như là bà Nhật Linh, bà lúc nào tôi thấy bà cũng nói là ông Ngô Kỳ này là một thành phần đội lốt quốc gia nhưng mà là cộng sản. À, thì lẽ nhiên ông bà cũng có quyền nói với một người có một cái public figure như vậy, nhưng mà thế tại sao lại bà lại những cái qua những cái lời nói của ông Ngô Kỳ như vậy thì bà có phản ứng gì không, bà có nghĩ rằng là những cái điều mình như thế nào không, vì như vậy cũng tôi không liên quan đến cô Nhật Linh, mà tôi không muốn bàn chuyện về cô Nhật Linh với ông Ngô Kỷ. à. Nhưng mà ở đây tôi bàn chuyện ông Ngô Kỷ với website chống phản động, website gì đó À chống phản dạ. động, thì trong đó họ gửi Ngô Kỷ rất nặng. Ông Dạ. Ngô Kỷ bịa vì ông họ bên báo Việt Nam thì đăng sự thật, nói sự thật, tôn trọng sự thật, là khách quan, là đủ thứ tố tối thượng nữa, nhưng mà thực sự họ nói là họ nói bậy. Ngô Yeah. Kỵ nói cái đó là tôi xác nhận là Ngô Kỵ nói đúng. Thế cho Thì 100% là ông Joe Biden có nói cái điều đó anh nữa. thấy chẳng hạn như ông bà mình nói thượng bất chính thì hạ tất loạn, Dạ ở đúng. trên mình không chính trực thì dưới nó Chính loạn. trị dưới nó loạn, Bây đúng rồi. giờ anh thấy chẳng hạn như ông Trọng thì cướp chính quyền của chủ tịch nước, rồi ông chủ tịch nước là tà lọt của Nguyễn Phú Trọng, rồi thủ tướng cũng là tà lọt, thì đó là thôi là làm sao trá hơn như vậy. Ông Trọng làm tổng bí thư, chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội luôn đi, à, thủ tướng luôn, cái cho xong bốn chức là một, cho xong Đúng rồi, như bày vậy đặt là bốn ông làm chi, đỡ tốn tiền phải không, đỡ tốn ngân đỡ sách tốn quốc tiền. gia nữa. Đó. Bốn chức ở nhà cửa kia nọ nhiều thêm cũng có lý. Dạ để chút để thêm. Thì và anh thấy một cái tất cả 800 tờ báo, tất cả các đài phát thanh truyền hình, tất cả báo chí đều website đều viết giống nhau thôi. Hay Có thôi cái thì tờ nào tường trình đó đúng cái điều ông Biden đã nói trong bài diễn văn đó không? thế thì câu Không hỏi có là tờ. có một cái tờ báo nào đưa ra cái vấn đề nhân quyền bằng những cái lời nói của ông Joe Biden không thưa anh, trong tờ báo Việt ngữ ở trong nước? Nếu họ đưa, nếu họ tổng biên tập nào đưa ra thì bị chặt đầu, thì sao đưa ra được nữa anh? Thôi để chấm dứt câu chuyện hôm nay thì như vậy là hết rồi, tôi còn gì nói nữa. Nếu anh đã nói câu như vậy là tôi thì không còn cái luật lệ Bây giờ nữa. có cái tin nữa tôi muốn hỏi anh có Vâng. nghe tin Phạm Minh Chính sắp đi Mỹ không?
Vâng, đúng như vậy. Là ông, xin cảm ơn anh Kiên nhắc tôi cái chuyện này. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đi qua dự một cái phiên họp ở tại New York, đi qua thăm Mỹ. Không biết trong cái lịch trình của ông, theo bà Phạm Thu Hằng cho biết, thì liệu bà ông có ghé Washington DC, hay là ông có cơ hội gặp ông Tổng thống Joe Biden, hay là một cái quan chức nào không? Thì những cái người mà đồng cấp với ông hiện nay ở Hoa Kỳ thì không có. Ở Hoa Kỳ họ giờ là sử dụng cái chế độ tổng thống đại tổng thống chế, thành là chỉ có ông tổng thống là coi như là thủ tướng luôn rồi. Thì không biết là trong cái lịch trình nó có gặp ai không, nhưng mà ông có chuyến đi tới đi Mỹ trong những ngày tháng tới đây, và sau đó ông sẽ đi. Đến bây giờ thì tôi chưa biết là ông ghé Brazil trước hay là ghé ở tại Hoa Kỳ trước, nhưng mà tôi đoán chắc rằng là theo cái tin của bà Phạm Thu Hằng, là một phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đến Mỹ trong những ngày gần tới đây. Có tên chi tiết không em? Đến bây giờ chưa có chi tiết anh, như hồi nãy tôi nói ban nãy là Rồi. chưa có chi tiết. Dạ, nhưng mà Một như có cái là ông sẽ ghé Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở tại New York. cái điều quan trọng nữa mà báo chí Việt Nam hôm qua tôi đọc, tối hôm qua tôi đọc họ nghe nói tới nhiều là ông Nguyễn Chí Vịnh, Dạ vâng. con trai Nguyễn Chí Thanh, để chuẩn bị qua đời. Qua rồi anh. Qua rồi. Dạ, qua đời rồi. Ông Nguyễn Chí Vịnh qua đời. Cái vấn đề ông Nguyễn Chí Vịnh là như vậy. Ông là một trong những vị thượng tướng nắm cục tình báo, cục T2 là R2 gì đó. Tôi không biết cái T2 là cục tình báo. Mà một trong những người có thể nó có nhiều quyền lực ở trong quân đội. Nhưng mà có một cái chuyến đi ông qua bên Mỹ này, ông làm việc thì sao về thì thấy bị bệnh liên tục. Và đến bây giờ thì ông qua đời bởi một cái chứng bệnh người ta gọi là ung thư. Nhưng tất cả các tin tức về bệnh lý của ông thì lại như là cái private của gia đình ông rồi, không có đưa ra một cách công khai. Thì bắt đầu cái gì cũng công khai thì cũng có nhiều có câu hỏi đưa ra thế. Có những tin đồn nào xung quanh cái chết của ông ta không anh? Đến bây giờ thì còn quá sớm, và hoặc đồng thời người ta cũng tôn trọng lý do gia đình của ông, thành người ta chưa đưa ra những cái lý do gì. Nhưng mà anh thấy ông dì Nguyễn, ông dì Thanh á, của bí thư tỉnh ủy của Đà Nẵng, bí thư của Đà Nẵng đấy Hùng Quang Thanh. à, không không Không, không. Ông bí thư thành ủy tại Đà Nẵng. à, là tên Thanh đó anh ha. À, thì là ông đó em thấy sau này ông ở bên Hoa Kỳ đi về bị bệnh là cũng có nhiều cái nghi vấn đưa ra, mà đến bây giờ thì cái đó nó trở thành một cái huyền thoại rồi đó. Thứ rõ ràng là người ta bị thành đến bây giờ thì thưa xin lỗi anh, là tại vì còn quá sớm mà chúng ta cũng tôn trọng những cái người đã ra đi trong cái cảnh tang gia người ta như vậy, thì mình không nên đưa ra những cái lời nhận định mà chưa có những cái bằng chứng cụ thể thôi. Rồi, cảm ơn anh Đoàn Trọng. Chúng ta tạm dừng ở đây. Xin trân trọng kính chào quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với Đoàn Trọng. Vâng, cảm ơn quý khán thính giả, và hy vọng là càng ngày sẽ có nhiều quý vị vào, và tôi không biết là trong tương lai anh có thể để cho người ta đặt câu hỏi không anh, nếu mà ai hỏi Dạ, thì dạ, dạ. vâng Dạ, dạ. rồi. Vâng, cảm ơn anh Xuân Nam, cảm ơn tất cả quý khán thính giả. Chắc là giờ này thì quý vị đã ăn trưa xong rồi, mà nếu quý vị chưa Dạ. ăn trưa chắc là cũng nên đi kiếm gì để ăn. Dạ, cảm Cảm ơn ơn anh. anh Xuân Nam rồi, thank Dạ. you Chào anh Nam. quý vị.